Sáng ngày 12 tháng 5, báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức buổi giao lưu trực tuyến tuyển sinh đầu cấp và các hướng đi sau lớp 9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Buổi giao lưu trực tuyến có sự tham gia của ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, Thạc sĩ Nguyễn Văn Minh Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn, Thạc sĩ Quảng Cao Tư, Giám đốc tuyển sinh bậc trung học trường quốc tế Á Châu. Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nếu thấy tỷ lệ chọi quá cao, từ ngày 11 tháng 5 năm 2022 đến ngày 16 tháng 5 năm 2022, học sinh có thể thay đổi nguyện vọng một lần trước khi thi. Đề thi năm nay sẽ được xây dựng theo hướng phân hóa trình độ, học nội dung nào thì thi nội dung đó. Ngoài ra, học sinh đã học trường tư rồi thì không thể chuyển về trường công lập để học tiếp. Hoặc nếu không vào được lớp 10, học sinh có thể học ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Chu Văn An, quận 5. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Giáo dục Nghề nghiệp các quận Tân Bình, Tân Phú, quận 10, quận 12. Bản thân học sinh khi tham gia học tập tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp phải tự rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống để thích nghi với điều kiện thực tế của mỗi trung tâm. Hiện nay học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 của thành phố Hồ Chí Minh thì hơn 107.000 học sinh và đã có hơn 92.000 học sinh đăng ký vào các trường công lập của thành phố với nguyện vọng. Và như vậy đạt chỉ tiêu là 85,8%. Còn lại hơn 10.000 học sinh thì không đăng ký, các em đã chủ động chọn các loại hình khác về có thể học nghề hoặc là các loại hình ngoài công lập hoặc là du học. Nên là số đăng ký hiện nay chính thức là 92.000. Trong đó thành phố sẽ lấy chỉ tiêu là 70.000 học sinh để vào học các trường công lập. Như vậy còn khoảng hơn 20.000 các em sẽ học các loại hình khác nhau của thành phố. Thứ nhất là có các cơ hội để học sinh có thể tiếp cận các cái loại hình học, nhất là các trường nghề, trung cấp nghề thì hiện nay thành phố có 60 trường trung cấp nghề. Khi các em không học lớp 10 thì có thể học nghề tại các trường này. Và các cái trường nghề này cũng đảm bảo được khoảng 30.000 học sinh có thể học nghề. Loại hình thứ hai là loại hình trường ngoài công lập, với 90 trường ngoài công lập cũng đáp ứng được chỗ học khoảng gần 30.000 học sinh vào học lớp 10 trên địa bàn thành phố. Và loại hình thứ ba là trung tâm giáo dục thường xuyên. Gần 30 trung tâm giáo dục thường xuyên cũng sẽ đáp ứng được 10.000 chỗ học cho học sinh lớp 10 tại thành phố. Thạc sĩ Nguyễn Văn Minh Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn thông tin, hiện nay học hệ chính cộng tại trường vẫn có xác nhận hoàn thành trung học phổ thông và liên thông liên tiếp bậc đại học chính quy. Học sinh ra trường đúng lúc và có việc làm. Về cái cơ hội việc làm, đối với học sinh mà chúng ta tốt nghiệp hệ chính cộng xong, thường sẽ được đào tạo tại các cơ sở, các trường trung cấp, cao đẳng. Và theo thông tư 81 mới thì hiện giờ thì sẽ được đào tạo luôn tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, tại các tỉnh, các địa phương. Khi các bạn học xong thì các bạn sẽ nhận cái bằng tốt nghiệp hoàn thành trung học phổ thông cộng với tấm bằng trung cấp. Sau đó những bạn nào mà chúng ta muốn liên thông lên cao đẳng thì chúng ta sẽ học thêm khoảng 1 năm rưỡi. Còn những bạn nào tiếp tục muốn học lên tiếp từ cao đẳng lên đại học thì các bạn có thể học liên thông theo quy định của Bộ Giáo dục. Thì từ tháng 1 năm 2021 tất cả các bằng cấp đều có giá trị tương đương như nhau. Nên như vậy thì cái việc các bạn lựa chọn học con đường chính cộng hay là học lên trung học phổ thông sau đó học lên tiếp đại học thì tất cả bằng cấp đều có giá trị tương đương như nhau là bằng chính quy. Thạc sĩ Quảng Cao Tư, Giám đốc tuyển sinh bậc trung học trường quốc tế Á Châu cho biết, trường quốc tế Á Châu là trường phổ thông liên cấp từ lớp 1 đến lớp 12. Hàng ngàn học sinh của trường tự tin du học ngay từ cấp phổ thông đến bậc học tiến sĩ tại 471 trường ở 22 quốc gia thuộc 4 châu lục. Cơ hội việc làm khi học ở trường quốc tế hoàn toàn cao. Chúng ta biết chắc chắn một điều là với hệ thống trường quốc tế như trường quốc tế Á Châu thì chúng tôi đầu tư một cái hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, môi trường học tập trải nghiệm tốt cho học sinh. Và điều đặc biệt là các bạn sau khi hoàn tất chương trình phổ thông, nền tảng tiếng Anh tốt. Ví dụ như năm 2021 thì chúng tôi có hơn 98% các bạn đạt trình độ tiếng Anh có thể miễn thi trung học phổ thông. Đây là một điều kiện thuận lợi và là một cái lộ trình tiếp theo cho những cái câu chuyện về nghề nghiệp mà các bạn sẽ trải nghiệm sau bậc trung học phổ thông. Có nghĩa là các bạn có trình độ tiếng Anh tốt, có tư duy và trải nghiệm tốt trong một môi trường quốc tế thì đây sẽ là một cái lợi điểm cho các bạn khi chúng ta gia nhập vào những cái môi trường đại học và đặc biệt là sau khi chúng ta ra trường với những công việc mà nó liên quan tới những cái vị trí mà có yêu cầu về trình độ tiếng Anh tốt để mà có thể phát triển cho doanh nghiệp mà họ đang muốn gắn bó.